Thưa quý vị, thời gian qua, phong trào thanh niên khởi nghiệp đã được các cấp bộ đoàn hội trên địa bàn Đà Nẵng quan tâm, hỗ trợ. Qua đó khơi dậy tinh thần, ý tưởng sáng tạo và khát vọng để thanh niên vươn lên khởi nghiệp, lập nghiệp, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, góp sức trong mục tiêu chung của thành phố đến năm 2045 sẽ trở thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đạt đẳng cấp khu vực châu Á, theo nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị. Kịp thời nắm bắt các cơ chế, chính sách về khởi nghiệp được thành phố ban hành, thời gian qua, Thành đoàn Đà Nẵng đã từng bước đưa phong trào thanh niên khởi nghiệp đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm. Theo đó, chương trình thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2019-2021 tập trung vào 3 nhóm đối tượng trọng tâm, gồm sinh viên các trường đại học cao đẳng, thanh niên nông thôn có nhu cầu khởi nghiệp và doanh nhân trẻ, thanh niên là chủ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Trong đó, nhóm các dự án liên quan đến ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp 4.0 được thành đoàn định hướng ưu tiên. Tuy nhiên, theo đánh giá, các dự án này vẫn còn gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn lực, nhất là về vốn. Chúng tôi cho rằng các hoạt động khởi nghiệp về khoa học công nghệ, trong công nghiệp cũng như nông nghiệp, có một số cái khó khăn liên quan đến từng cái bước phát triển của doanh nghiệp khởi nghiệp. Đó là giai đoạn nghiên cứu phát triển, là hình thành những cái công nghệ mới, công nghệ cao, những cái ý tưởng mới, sản phẩm mới. Thì trong giai đoạn này thì người ta cần cái gì? Người ta cần cái sự hỗ trợ nguồn đầu tư từ ngân sách nhà nước cũng như là những cái nguồn tài trợ cho cái hoạt động nghiên cứu phát triển của họ. Tại vì sao? Tại vì cái hoạt động lúc này nó chưa mang lại cái giá trị kinh tế trước mắt, mà nó sẽ mang lại giá trị kinh tế xã hội lâu dài. Như vậy thì chúng ta cần cái sự hỗ trợ. Qua khảo sát, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và đánh giá về tiềm năng của các dự án khởi nghiệp thanh niên nhiều năm qua, Thành đoàn Đà Nẵng cũng đang trăn trở về việc kết nối, thiết lập một kênh quỹ đầu tư thiên thần hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Thì hiện nay chúng tôi cũng đã có những cái đề nghị với lãnh đạo thành phố cho chúng tôi một cơ chế về thành lập một cái quỹ riêng để các bạn thanh niên tiếp cận được nguồn vốn này. Tuy nhiên thì đây là một vấn đề rất là khó để mà thành phố thực hiện cái chủ trương này. Hiện nay thì quy định của Trung ương vẫn chưa có cái quy định về thành lập quỹ. Chúng tôi cũng mong muốn là các cái doanh nghiệp, các cái nhà startup đã thành công sẽ hiểu và sẽ kêu gọi huy động các cái nhà đầu tư để tạo một cái quỹ đầu tư thiên thần, từ đó sẽ giúp cho các bạn đoàn viên thanh niên của thành phố tiếp cận được nguồn vốn để triển khai thực hiện các cái dự án mà các bạn đã ấp ủ. Hiện nguồn vốn vay cho các dự án khởi nghiệp của thanh niên chủ yếu là nguồn vốn từ ngân hàng chính sách ủy thác cho thành đoàn, nguồn quỹ giải quyết việc làm, tuy nhiên mức vay lại thấp, từ 50 triệu đồng với số lượng giới hạn. Vì vậy, vẫn rất cần sự huy động từ nhiều nguồn lực nhằm tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên xây dựng các mô hình phát triển kinh tế phù hợp, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.